Rồi bài đọc hôm nay mình sẽ vào bài The Concept of Intelligence. Bài này nằm trong quyển Cambridge 14 ở test số 3 hay số 2 gì đó. Ok. Từ đoạn này mình sẽ thấy là có các đoạn từ A đến J. Chưa? Đặc điểm chung của bài này, cái quyển này có vẻ là như kiểu nó sẽ chia rất nhiều đoạn nhỏ. Mình đang có các question từ 1 đến 3 nào. Bây giờ mình sẽ brainstorm. Question từ 1 đến 3 dạng bài nào đây mọi người? Question từ 1 đến 3 All in one đúng không? Cái này nó hơi thay đổi xíu so với cái câu hỏi mình thường đọc đúng không? Nó vẫn nhưng mà nhìn chung nó vẫn là section với cả paragraph thì nó vẫn như nhau thôi. Được chưa? Section nào contains cái information nào? Đây là bài mò cá trong bể. Mình thấy nó không hề có cái chữ là you may use any letter more than once. Suy ra là ba con cá này nó chỉ thuộc về ba đoạn thôi. Được chưa? Tức là mình đúng Gì lại. ạ? Từ A đến J là A đến J là bao nhiêu đoạn ta? Từ H từ A 10 ạ. 10 đoạn. Ồ, đúng lại là có 10 đoạn, tức là 10 cái bể mà có chỉ có ba cá. Được chưa? Suy ra là mà không có cái từ cái you may use any letter more than once, tức là ba con cá này nó chỉ thuộc về ba cái bể thôi. Tức là nghiệm một nó xảy ra ba lần. Đó. Được chưa? Và còn có tận 7 đoạn nghiệm không. Còn lại mình đọc lại cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chưa? Không có gì luôn. Đọc xong không có gì. Nên thực ra cũng hơi kinh hãi. Bởi vì chắc phải Thật bám các bài đấy. khác. Chưa? Nếu mà mọi người cứ chơi cái kiểu là ồ tôi làm hết bài 1 xong rồi tôi làm xong bài 2 thì đảm bảo bài này mọi người chết chắc bởi vì chỉ có ba con cá. Nó có tưởng tượng giống kiểu mọi người chỉ ăn được ba câu ở trong cái đống này mà mọi người phải đọc hết cả bài. Chắc gì nó đã xếp như kiểu ở những đoạn đầu cho mọi người. Chưa? Có thể giải bất kỳ chỗ nào nó thích. Được chưa? Question từ 1 đến 6. Question từ 1 đến 6 đây là dạng bài gì đây mà? True false not given. Cách xử lý one in one đúng không? Nhắc đúng một câu. Để mình xem. Đúng một câu lên. Trong này nó có là slow language development ở children thì nó likely, bây giờ mình sẽ gặp lại cấu trúc likely to verb. Thì tức là nó có cái phần trăm cao đúng không? Tức là khả năng cao đó. Có khả năng cao là likely to prove disappointing to their parents. Ừ, chắc là kiểu mấy bé chậm nói ấy. Thì khả năng cao là sẽ viết nào. Tiếp theo question bài dạng bài số 3 là bài cuối. Question từ 7 đến 13 nào. Mình đang có các dạng bài ở đây. Phải Dạng bài ba phải đúng không? Mình nhìn thấy là thứ nhất là có chữ match. Đây là matching feature. Thứ hai là nó có cái box of list of ABC. Được chưa? Cái box list này tức là cái ba phải là bởi vì cái ABC chắc chắn là nó sẽ có thứ tự. Tức là ông Hamilton cái gì đấy? Hamiltonian, ông ấy sẽ gọi ông Ham nhé. Ông Ham này sẽ ra trước. Xong đến ông Jeff, xong đến ông Jack. Chưa? Nên mình sẽ bám vào ông Ham đấy trước này. Tất nhiên mình cũng sẽ nên đọc luôn câu từ 7 đến 13. Được chưa? Đọc luôn câu từ 7 đến 13. Để mình xem là những ông này nói chung là sẽ khớp với ông nào luôn. Trong này mình sẽ thấy luôn nó có một cái câu là đây 7 đến 13 nên nhớ là không có thứ tự đều nhá, nên là nó lộn tục phéo cả lên ạ. You may use any letter more than once. Ở đây thì chắc chắn là sẽ có mọi người lưu ý một chút là đối với cái bài IELTS bây giờ ấy thì nó cũng có thay đổi đúng không? Bây giờ mọi người nhìn đi. Mình có mấy ông đây. À đâu, sorry. List of theories mình có mấy theories đây. Ba theories mà từ 7 đến 13 mình đang có tổng cộng là mấy câu? Rồi 4 6 7, 7 câu. Trời ơi khéo khi một ông phải ôm 3 số, mỗi ông này ôm 2 đến 3 số ấy. Đúng không? Nó khác với cả những cái gì mà mình từng làm ở những cái quyển complete đúng không? Hoặc là kể cả những quyển cam đời trước cũng thế, nó khác.
Thông thường hay nó hay xảy ra cái trường hợp là cái box này, trong cái box này thường là nó nhiều hơn thôi. Hoặc là cái số lượng không bao giờ nó kiểu bị đồ sộ như này. Được chưa? Nên đấy cho cái trend của iOS nó cũng sẽ thay đổi. Thật sự. Ừ, nên là nếu mà mình không nắm được cách làm và mình không biết linh hoạt ạ, thì sẽ là một điểm bất lợi cho mình. Thì tóm lại là mình sẽ phải hiểu đấy, tóm lại là giờ như theo đề luôn là you may use any letter more than once đây. Thì đối với xu thế mới này thì mình sẽ hiểu ba ông mà có tận 7 số thì một ông chắc chắn phải ôm từ 2 đến 3 rồi. Nhưng mà đừng sợ hãi, biết đâu là do theo cái theories nên chưa chắc là đáng sợ đâu. Được chưa? Chỉ là cách làm thì nó hơi phức tạp hơn về cách làm nhé. Còn nếu mà mình đã hiểu cách làm rồi thì mình cứ thế mình dò thôi và mình so keywords. Maybe là mình cũng sẽ nên đọc qua cái kiểu brainstorm qua 7 cái câu này trước, được chưa? Mình sẽ thấy có là mấy câu này do nó bị nhiều á, đâm ra là mình sẽ phải đọc đi đọc lại vài lần á. Đâm ra là mình cứ brainstorm lần một ở đây đi. Thứ nhất là câu 7 là desirable. It is desirable cho những cái same possibilities to be open to everyone. Nghe hơi khó hiểu nhưng mà đọc câu này mọi người có kiểu có liên hệ được sang bất kỳ một cái gì không? Chưa có liên hệ được bất kỳ cái Cái gì. này nó hơi, đối với cô thì nó hơi tối nghĩa. Uyên có liên hệ được Nào. cái gì không Uyên? Bất kỳ cái gì cũng được mà nó kiểu desirable và the Đây. same possibilities để mà open to everyone. Bài này là cũng hơi hơi trừu tượng đấy. Okay, nếu mà chưa gì thì mình cứ Bằng đọc không? đọc tiếp câu 8 Cũng ha. kiểu liên quan đến mấy cái theories mà. Theories. Là Thôi rồi mình cứ đọc tiếp câu 8 đi. Theories. theories. Tiếp tiếp theo là no section của society thì should have cái preferential treatment. Nó có chữ prefer này, từ gốc từ prefer này, treatment. At the expense of another. Okay. Thế tiếp nữa mình sẽ xem cái chỗ này. Tiếp theo, mình phải dò keyword rồi. Có những cái bài mình bị khó hiểu đấy là mình phải bám rất sát vào keyword, nếu không là mình bị trượt đấy. Rồi, tiếp nhé. Tiếp theo là people, only này. Only là một từ ấy này, quan trọng này. Only gain benefits dựa trên cái basis mà what they actually achieve. On basis. Chúng lại họ đạt, họ thì actually achieve cái gì thì từ đấy người ta có thể gain được cái benefits. Đấy. Xem cái từ only nó ở đâu. Cái từ only thực ra nó cũng kiểu cũng khá là dễ để bám ý, nên mình chắc là bám từ only trước. Variation về cái khía cạnh intelligence nó begins at birth, là từ lúc sinh ra luôn. Kiểu cái variation là như kiểu độ đa dạng này. Nào, tiếp theo là the more intelligent people should be in position of power. Câu này cô có bị thiếu nhỉ? Câu này cô đầy đủ nó. The more intelligent people should be in position of power. Tức là những cái người mà người ta kiểu more intelligent ấy, thì người ta nên làm tổng thống với cái gì gì đó ấy. Có cái chức quyền cao chức trọng. Tiếp theo là câu 12 là everyone chỉ có thể develop cái same abilities. Thì mình cũng cần để xem thêm này, như kiểu everyone, ví dụ cùng là cooking thì mọi người đều ai cũng có thể develop được. Xem có phải không? People mà có low intelligence ấy, thì có khả năng cao là sẽ lead đây có phải đấy không mọi người? Lead có phải dẫn đến không? Cái này như có một lần mình chép cái bài crime ý, nó có cái này, cô có giới thiệu từ này rồi. Từ lead này. Nó trên này nó chỉ bằng tiếng have thôi. Ừ. Gần trong trường hợp này mình hiểu từ have cho nó dễ chịu chưa? Have những cái uncontrolled life thì đấy, uncontrolled tức là not controlled, người ta không thể nào control cái life của người ta được. Đấy là những người có low intelligence, đây là likely chưa? Để mình brainstorm tạm thời như này, có một vài các keywords thì mình đang kiểu chưa tưởng tượng nó ra như thế nào lắm ý,
Thì tẹo nữa mình sẽ phải bám rất chắc vào cái kỹ năng sọ sọ keywords, được chưa? Nếu không là mình cũng sẽ không hiểu được bài đâu. Nhiều khi, to be honest là nhiều khi cô đọc bài cũng chẳng hiểu một vài các khái niệm á. Nhưng mà mình cứ đánh phải bám vào kỹ năng keyword thôi thì vẫn sống sót rồi. Nên là mình brainstorm đến đoạn nào thì phải ấy thôi. Còn sau đó thì mình sẽ phải dịch bài và mình đọc, gọi là lấy thêm kinh nghiệm á. Đây, tạm thời mình đang có, tạm thời là như này nhá. Tạm thời là như này. Sau đó bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc bài được chưa? Túm lại, đối với bài số 3 này, đầu tiên mình phải tìm được ông Ham, cái theories về Hamiltonian trước nhá. Đấy, nhà số 3. Nhà số 1 thì không nói làm gì rồi, bây giờ lại phải brainstorm nốt nhà số 1 này. Các information về how những cái non-scientist assumptions, đây là non-scientist nhé, assumption về intelligence, nó ảnh hưởng lên những cái behaviors đối với những người khác. Xem là mấy cái assumption này nó ảnh hưởng lên behaviors của những người khác nào. Đúng kiểu ảnh hưởng đến bọn mình chẳng hạn. Non scientist nhé. Tiếp theo mình phải xem cái từ, có nghĩa là cái từ non scientist nghe về hợp lý này. Cái từ non scientist có thể là những cái người như bọn mình chẳng hạn, người thường ấy. Là Ok. scientist. Có thể là dễ để bám vào để mình lựa lựa theo. Sau đó mình sẽ đọc keywords khác được chưa? Tiếp theo một cái reference liên quan đến cái lack of clarity trong cái definition về cái intelligence, thiếu độ chính xác này, clarity over này. Tiếp theo là mình thấy là có một cái point, the point that một cái researcher implicit và explicit theory. Cái từ này mọi người sẽ phải biết nghĩa. Maybe different. Đây để lại là một cái researcher gì đó nhá. Cái các theories của một researcher nhá, mọi người. Thì có thể different. Ở cái point này thì cái theories A và B của cái người này nó different. Chưa? Cái từ implicit và explicit mọi người có biết nghĩa không? Không đúng không? Thì mình bắt buộc phải tận dụng những cái gì mình có thôi. Đấy là mình đang brainstorm ở đấy đó. Nếu không biết thì phải chấp nhận là mình không biết thôi. Chứ biết giờ biết làm sao? Được chưa? Thì bây giờ mình có thể nhìn thấy là chỗ này này có một cái chữ là researcher, tiện nữa mình phải cố gắng bám xem là cái những cái theory gì của một ông nào đấy. Mấy chắc là mấy cái ông kia. Mấy ông kia bảo sao là nó có tận mấy số liền, một ông một cái theory ông mấy số liền. Thì mình sẽ xem là cái gì implicit Bao và nhiêu? explicit. Thì hãy cầu mong là cái từ implicit và explicit thì người ta không nào paraphrase được đi. Biết đâu, đúng không? Mình cũng làm mấy bài dạo gần đây thì mấy cái từ nó thuộc về chuyên ngành ấy, thực ra người ta cũng không thể paraphrase được. Nên đấy, tạm thời mình đang nghĩ là vậy đó. Thì cái point trong cái đống theories này, thấy không? Trong cái hai cái theories của người này thì rất là different. Và slow language development ở children thì có khả năng là sẽ gây ra hiện tượng disappointing đối với parents. Và đi tìm cái theory tên là Hamilton gì đó, được chưa? Chứ bây giờ mình cứ yên tâm đọc đoạn A đã, xong mình xét từ từ, được chưa? Đọc đoạn A đã, cho đỡ rối, đọc đoạn A. Đọc đoạn A đi mọi người, xem có đáp án chứ không. Cô sẽ dừng video lại chút cho mọi người kịp đọc nhé. Là everyone knows what intelligence is nè. Rồi đến cái chỗ dưới nó sẽ bảo là but no one knows for certain what actually is. Mặc dù mọi người đều hiểu nhưng mà mọi người lại không có một cái kiểu một cái gì một cái nhất định Ok, no for certain what actually is. về cái định nghĩa của cái Look này. at in one way. Ok. Từ đây là từ nhà một ở cái chỗ hai nó bảo là lack of clarity over Lack of clarity. Không có độ chắc chắn. Tức là mình tưởng mình
mình chỉ là mình know thôi nhưng mình không understand ấy, kiểu ý của người ta là vậy. Chính là cái lack of clarity của definition. Xong đoạn A còn gì nữa mọi người? Xong đoạn A. Và by the way, từ có cái từ what, cái từ what chẳng mấy được. Cái từ what thì nó cũng là đây này. What intelligent is thì nó cũng chỉ là definition rồi. So, hoặc là có cái từ cái chapter nó sẽ giải quyết cái vấn đề là how people conceptualize ấy. Tức là như kiểu cái người tạo ra cái concept đấy như là định nghĩa đấy, sẽ bằng từ định nghĩa. Okay. Nếu không thì ra cô thấy là what intelligent is nó cũng là bằng từ definition rồi, nên không cần thiết lắm. Rồi, mình xem là còn cái gì nữa không? Chưa thể nhắc gì đến nhà số 2 là children mà low intelligence đúng không? Cũng không thấy nhắc gì đến ông cái theory gì hem hem gì đấy đúng không? Đúng chưa? Mình sẽ yên tâm đi sang đoạn B. Đó, mọi người đã đọc đoạn B. Đoạn B khá là dài đó, mọi người đọc cẩn thận rồi. Yes. À, đọc từ 4, 5, 6, 7. Nó hơi nhắc đến cái kiểu parents. Parent implicit territories of their children's language development. Kiểu là nói đến tốc độ phát triển của những cái bọn trẻ con ấy. Có cái từ implicit theories này. Tôi không biết tại sao nhưng ít nhất bắt được cái từ implicit đó. Nên khả năng rất cao, nếu mà câu này cho dù có đáp án thì chắc là nó không paraphrase được mọi người. Rồi ok, xem là cái này đang ở đôi 4, 6. Okay, 4 này. Ví dụ for example, parents implicit theories của their children language development thì sẽ quyết định at what age bọn này nó sẽ kiểu make various correction in their children's speech. Đây tục in more generally, nói chung chung hơn ý, thì tức là cái implicit theories của parents về intelligence nó sẽ determine at what ages người ta believe their children are ready để mà perform những cái various cognitive tasks. Xem là ít nhất nó có động đến từ implicit ở đây nhưng mà mình không thấy từ explicit đâu đúng không? Là nó chỉ implicit thôi. Ừ, nhưng mà cái này có câu 1. Mặc dù câu 3 không có nhỉ? Câu 3 không có, mặc dù là bởi vì đã bị dính ngay cái word là a researcher. Nó bị sai đúng không? Parents làm sao mà a researcher được? Đúng chưa? Vâng. Suy ra câu 3 loại. Câu 1 thì nó có thể là non-scientist. Đúng chưa? Cái assumption của cái người non-scientist này thì có khả năng cao vẫn có thể là parents. Yeah, non-scientist assumptions. Sẽ be influence cái their behaviors towards others. Chỗ behavior towards other có thể là cái mà ready to perform your brain areas đây. Đây people will decide đây kể thậm chí cả đây nhá. Non-scientist nên nhớ chữ scientist đấy thêm số nhiều. Job interviewers, mấy cái người mà đi phỏng vấn á, thì có thể make hiring decisions dựa vào cái basis của cái implicit theories của người ta về intelligence. Đúng chưa? Xem người này có kiểu thông minh hay không á. Đúng chưa? Thì một là bố mẹ này. Đúng chưa? Một là bố mẹ này. Còn job interviewers. Đây này, thậm chí cả những cái người mà people will decide who to be friends with dựa vào cái basis, ý là cái basis về cái theories intelligence vậy. Cái kiểu chơi với đứa này như kiểu nó thông minh lắm, chơi với nó đi sao còn hỏi bài các kiểu chẳng hạn. Đúng chưa? Nên là mình cũng thấy khá là hợp lý.
xong rồi in xăm này, nếu thực ra đọc tiếp á, đọc tiếp, đọc tiếp thì mình thấy là cái knowledge về cái implicit theories về intelligence ấy, thì nó rất important, bởi vì cái knowledge này thì thường được used bởi những cái người để mà make judgments. Hiểu chưa? Người ta make judgment thì người ta đánh giá. Đấy chính là theo cô thấy là cái này make judgments nó sẽ liên quan đến influence. Hiểu chưa? Người ta sẽ liên quan đến influence trong cái cách ảnh hưởng của người ta đối với những người khác, đúng không? Thì thông qua các ví dụ thì mình thấy được. Thằng job interviewer thì nó sẽ dựa trên cái assumption của nó về cái intelligence để nó mà nó đưa ra những cái hiring decisions, đúng không? Thì đây chính là đáp án B. Mình cũng chưa thấy nhắc gì đến cái, nhưng mà có cũng chưa thấy nhắc gì đến slow language development. Có từ có parents nhưng chỉ có parents, nhưng vấn đề là chỉ có parents thôi nên là mình cũng sẽ phải xem lại xem parents, chưa chưa thấy. Đúng rồi, nó chỉ có parents, không nhắc đến gì. Anh nói kiểu về language development. Nó còn nhắc đến language development, nó không có keyword, nó không có keyword slow, nó không có keyword disappointing, kiểu như vậy. Nó chỉ mới có là language development. Còn lại in language development. Nên nếu mà mình nghi ngờ câu này á, mọi người biết bây giờ phải xử lý nào? Nếu bây giờ mà nghi ngờ câu này thôi, xử lý kiểu nếu nghi ngờ. Khoan tạm cái chỗ đấy học, xong rồi để quan sát mình xong cùng đọc tiếp và okay. Thấy gì yeah. Nếu là cô cũng sẽ chọn để tạm thời để tạm not given á, được chưa? Để tạm not given, tức là mình chưa chắc chắn hoàn toàn. Mặc dù đúng là mình bọn em phải hiểu cái style của bài not given, đó là à tao chỉ cung cấp cho bọn mày 1 đến 2 keywords thôi, còn lại cái bọn còn lại là tao không đề cập đến đâu. Nó hao hao như thế này rồi mình đang bị thiếu keyword slow và disappointing không hề có. Đúng chưa? Nên là mình thôi tôi cứ để tạm đi. Cứ để tạm. Chỗ đấy là nó thì vẫn đã, và mình phải move xuống câu 5 để mình lấy một cái mốc á. Nếu bọn em vào được câu 5 rồi, bọn em hoàn toàn thể hất lên trên là à ok, thì đúng cái khúc đấy là nó đang đang nói về cái câu số 4 rồi. Nhưng mà không có keyword của mình. Thì chỗ đấy chắc chắn là nó thì vẫn. Được chưa? Chứ không thể là mình cứ ok hay là thôi cứ đọc tiếp, không cứ để đấy thế và mình cứ đọc đọc tiếp ấy và không làm câu 5 nữa ấy. Cứ để câu 4 đấy và cứ đọc tiếp. Trời ơi, thì rất nguy hiểm nhá. Cái thể loại của not given, cái đáng sợ của nó đó là nó chỉ đề cập 1 đến 2 keywords thôi. Được chưa? Mập mờ ấy. Đúng. Nó rất mập mờ nên là thằng này mập mờ. Mình phải lấy một cái câu để mình hãm nó lại, lấy câu 5 nhá. Bây giờ phải lập tức hạ xuống câu 5. Câu 4 là tạm thời mình cứ đặt trong vòng nghi vấn á, để xem là câu 5 nó xử lý lấy cái tọa độ ở đâu ạ, thì mình hất hất ngược lên trên. Được chưa? Tiếp nha. Thì bây giờ là people expectation về cái mà children should gain from education thì nó rất kiểu universal. Thì nó rất kiểu universal rồi, đây là kiểu sao nhỉ? Nó kiểu universal. Chỗ này mọi người đoán là universal nó rất kiểu giống nhau hay là nó rất kiểu đa dạng mọi người? University. Trời ơi, liên quan đến university ở đây. Nhưng mà liên quan đến education thì có thể là về cái kỳ vọng của mọi người đối với những đứa trẻ đó. Gain từ education thì ủa, thì làm sao ta? Nó universal. Quan trọng là từ universal này thì mọi người nghĩ là nó sẽ là giống nhau hay là khác nhau? Đây mới là quan trọng. Khác nhau có nghĩa là khác nhau. Universal. Nó xuất phát từ từ universe đó, không phải university đâu. Universe à? Universe. Universal. Universe. Universal. Thank you.
cái kiểu hoặc là cái expectation này nó giống kiểu ở ở đâu cũng thế thôi. Được chưa? Nó happen everywhere in the world đó, kiểu đấy. Cái kiểu universal. Chưa? Bây giờ mình xem nào. Mình phải dùng có cái education ấy thì thường thường mình sẽ expect là nó có những cái như kiểu là về school này, đúng không? Hoặc là academic performance này. Đấy. Cái kiểu expectation này thì thường nó kiểu ở đâu cũng thế thôi. Ví dụ bố mẹ nào cũng mong đấy, expectation đấy, mọi người thử nghĩ xem expectation của bố mẹ lên lên con cái là kiểu gì mà nó universal, ở đâu cũng thế. Thì kiểu thì nó học học giỏi đúng không? Cao. Ừ, học giỏi này, học 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 cao lên này. Ừ, kiểu đấy, ok. Tiểu tựa như vậy thôi, nó bảo là universal. Rồi, mình cũng vẫn phải tìm xem là đoạn B mình đang dừng đoạn B đúng không? Xem đoạn B vừa rồi có cái ham gì không nhá. Sao mình còn lấy nữa. Mình rồi, xem nào. Quay lại đoạn B. Nó chưa thấy có cái gì liên quan đến đấy này. Hết đoạn B rồi không có thấy ham gì hết. Nhà thứ ba bỏ này. Đi xuống đoạn C. Đoạn C. C cần là gì? Implicit và explicit này. Có gì không? Ừ, cứ bắt keyword sẵn hàng. Xong rồi mới set. Yeah. Ừ, không biết tại vì đâu mình cũng đâu có hiểu hai cái từ này đâu, mình biết là theory gì đó liên quan đến một cái ông mà nhá, à phải tìm được một cái ông. Bây giờ xem có một ông không. Ê, nhưng mà cái này nó là ấy rồi. Scientific investigators thêm S là không phải đâu mọi người. Được chưa? Yeah. Kia là researcher nhá. Researcher. Còn đây là thêm S là thôi loại đi. Không phải, chắc chắn là bài 1 là không phải đâu. Được chưa? Nên là nhiều khi mình phải báo một keyword xong mọi người phải tỉnh á. Đừng bị kiểu những cái kiểu ôi thôi chết rồi, không biết từ implicit, từ explicit là gì. Bám được cái gì phải bám. Được chưa? Chứ không có làm bậy đâu. Kỹ năng kể cái keyword của mọi người phải chắc là mới đấy được. Suy ra cái đoạn C này ít nhất nhà thứ nhất không có. Yes. Được chưa? Nhưng mà mình vẫn còn xem nhà thứ hai, bây giờ mình xét nhà thứ hai mình có xem có expectation của bố mẹ không? Không, không đúng không? Next. Nhà thứ ba không có ham gì đúng không? Loại đoạn C sạch. Coi như không phải đọc đoạn C. Thích không? Kiểu ui dồi ôi may quá, đang chẳng hiểu gì. Đọc đoạn D hen. Tiếp đoạn D thì vẫn có implicit và explicit. Oh. Tuy nhiên đoạn này mọi người nhìn thấy không? Un không? Un investigator thôi đấy. Rất khả năng. Rất có khả năng đây là A wrong này. Và misleading này của em. Nếu đây nhá. Cái implicit theories thì có thể useful. Khi mà một investigator nó suspect là cái existing explicit theory nó bị wrong hoặc misleading. Ít nhất là mình thấy là ba keywords là đang ở với nhau đã. Bây giờ xem cái này nó có, nhưng mà đây là useful với cả wrong và misleading, nó đúng là different thật mà. Use đúng không? Maybe nó bị tránh ngược nhau thật mà. If an investigator corresponds to mọi người có hiểu không vậy? Có. Ừ. Nhá. Bây giờ cô sẽ chứng minh. Đúng lại là implicit theories và explicit theories là giữ nguyên rồi không nói gì. Đó. Của cái an investigator nó chính là a research, a researcher. Đúng chưa? Ừ. Useful nó ngược với cả wrong và misleading. Đúng chưa? Cái này nó useful tức là nó đúng. Thì nó mới useful được cho người ta chứ. Trong khi cái explicit thì nó bị wrong và nó misleading, nó bị hiểu nhầm, nó kiểu dẫn mình hiểu sai á. Kiểu mình hiểu sai thì nó chính là nó là ngược với cả cái từ trên đúng không? Ừ, ra chốt đáp án luôn đó. Được. Ừ, chốt đáp án. Mọi người còn đợi gì nữa?
Số 3. đừng đọc thêm, nếu mọi người như kiểu đã chốt được đáp án này thôi là mọi người đừng đọc thêm. Đọc thêm, thực ra mình ở trong cái phạm trù này nó đang liên quan đến cái intelligence, là một phạm trù nó bị trừu tượng ấy. Mình đọc thêm thực sự trong khi mình còn dối Vâng. hơn á, khi mà mình cảm Mình thấy hiểu như không tưởng kiểu tượng thì nó chỉ là cái gì. những cái bài này thì thường nó sẽ có chạy kèm keywords đó, nên là cố gắng mọi người bám được thêm keywords ấy, thì mọi người ngay lập tức là mọi người sẽ biết đáp án là gì thôi. Được chưa? Different nó hiện qua cái useful và wrong, misleading. Đấy. Vì khi mà nó chiều tượng thì nó kiểu hay hay giữ nguyên từ những từ lý thuyết từ. Cũng tùy từ thôi, mình chỉ gọi là mình đã không biết rồi thì mình chỉ gọi là pray for luck thôi. Run rẩy mà pray thôi. Được chưa? Thôi coi như xong bài 1. Đó. Thì bài 1 mọi người thấy là mình phải có những cái chỗ như là mình phải bám vào những cái mình cũng nghĩ nó giống kiểu ở thực sự rất tiểu học ấy. Đúng không? Như kiểu a researcher hay là investigators. Mình phải so cái khúc đấy. Cái nhỏ nhất, trời ơi, Nên là phải rất là tỉnh không trong để cái ý bài. chị Nhung. Coi như là xong bài 1, rảnh tay một bài rồi. Bây giờ đi đi tiếp là vẫn là đi tìm cái ham hiếp các kiểu đúng không? Mình đọc tiếp xem là có Vâng. people's expectation về children should gain from education ở, thì cái phần này expectation này nó rất kiểu universal. Xem có tiếp ở đoạn cái đoạn D lúc nãy có không nhỉ? Không heo. Đâu? À, đây. Không 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 Nó thấy đang đúng để tiếp là gì đây? không? Về children chia rèo Có gì thì đấy. phải. Toàn mix với cả explicit. Thế ra mình bỏ nhá. Dạ. Đây là mình phải biết bỏ các thông tin này đấy. Đoạn E nè mọi người. Không thể xuất hiện mấy ông thì bỏ đi. May quá. Đoạn F là có này, nhìn lướt qua là thấy đoạn F. Thôi đoạn E nào. Dạ. Đến đoạn nào là mình xử lý được đoạn Ok. đấy thôi. Đừng ôm. Ôi Bless you. trời. Đoạn E. À đoạn E dòng thứ hai kìa. People, số may quá. People May have quá expectations. vẫn giữ nguyên. People have expectation đúng không? For intellectual chính là bằng từ gì mấy mọi người? Intellectual chính là mấy cái từ liên quan, Intellectual chính là mấy cái từ smart với cái intelligent đó. Được chưa? Chính, mà hoặc là liên quan đến academic các kiểu intellectual performances thì nó rất kiểu differ. Differ, ngay đến từ different đúng không? Differ, đây là động từ thôi. Differ for children Đi. of different ages. Và người ta có nói là this is how this expectation differ ấy. Thì cái việc mà những cái expectation nó bị differ thì nó là in part a function of culture rồi, nó dựa theo cái culture ấy mọi người. Ừ. Chưa? Dựa vào Ừ. culture, nó đi theo culture rồi. Cái vụ cái expectation này nó bị different do là nó dựa vào culture. Thì bây giờ may quá là có một ví dụ. Được chưa? Mình cứ đọc tiếp ví dụ thôi. Ví dụ này như mình hay học bài viết, bài nói thì những ví dụ nó sẽ giúp mình hiểu rõ hơn cái vấn đề mà người ta đang muốn đề cập. Được chưa? Thì ví dụ người ta bảo là gì đây? Mọi người phân tích câu này xem nào. Người ta bảo là những cái this expectation expectation đối với những cái đứa trẻ ở kiểu ở những cái nơi theo Western cái cách style. mà phương Tây, những cái trường học phương Tây thì thường là almost certain to be different, tức From là hầu như là không có ép buộc, đâu không tiêu vậy? certain như là Thì là chắc chắn là những cái điều almost nhất certain, định gần như là chắc chắn. chắn Gần như chắc chắn là different. gần như là Với những đứa khác mà nhau không tham gia ở với trường những này. đứa mà Ok. không tham gia ở những cái chỗ theo cái cách học của phương Tây đấy. Một câu ví dụ nó hơi chung chung nhiều thôi. Ở Việt Nam mình thì đương nhiên là sẽ khác với cái style học của quan tạo. Nó cái expectation. Đấy là expectation. Ví dụ như kiểu của mình thì đây là dựa trên lý thuyết nhá. Dựa trên lý thuyết này thôi thì mình cho ví dụ của mình đi cho dễ hiểu. Ví dụ như kiểu bố mẹ mình thì thường bố mẹ mình sẽ expect mình kiểu gì?
Expect là điểm cao này trong học tập thôi, chứ còn mấy cái hoạt động gì Ừ, điểm thì cao bởi thôi. vì có bố mẹ thì lại Điểm cao, cứ miễn đó, điểm có bố cao là mẹ được thì đúng kiểu không? cảm giác kiểu đấy phí cả thời gian Ừ. Có, đó. thường bố mẹ sẽ điểm cao, ở nước mình thì cứ kiểu hơi cứ học đi xong rồi điểm cao là được đúng không? Còn ở nước ngoài nào? Còn em còn nhớ có một lần mình đọc đọc một cái bài gì liên quan Ở đến nước Úc không? ngoài là kiểu Cái bài của Úc ấy, người ta bảo là nó những cái mọi người sẽ critical đối với những cái bạn mà không biết làm gì ngoài học ấy. Còn nhớ không? Đấy. Thì đối với các nhớ nền nhớ ừ, đấy, các phần bài đọc nếu mà mình xử lý kỹ mình sẽ có thêm các knowledge để mình liên hệ trong những cái bài này. Chờ. dạ Ừ. Đấy thì kể cả một số các trường danh tiếng thì thường người ta cũng sẽ expect là học sinh kiểu ngoài học giỏi ra còn phải biết thêm các hoạt động ngoại nó khóa kiểu ấy. nó Ừ, ví dụ đúng thế. rồi mà nó cho hoạt động ngoại khóa từ bé cơ. Ừ. Hoặc là đây này, cái performance này nó còn differ for children of different ages cơ, còn khác nhau giữa những cái tuổi nữa cơ. Ví dụ như kiểu nước mình thì mình ví dụ em thấy là lớp vào lớp 1 ý thì các con đã phải đi học là phải biết mặt chữ hết rồi, biết đặt luôn ý. Cô thấy như kiểu cháu cô năm ngoái là kiểu Đọc nó đi đi học là bạn thật ý em bé ý còn kiểu bị muộn ý. Kiểu các bạn còn toàn kiểu biết đặt biết biết làm toán các kiểu sợ hãi. Được trước chưa? khi bắt một là chúng nó đã phải đi học rồi. Được chưa? Nên là mình sẽ thấy nó sẽ khó. Đấy, thì xong còn ở nước ngoài thì thường là người ta đến tuổi đấy người ta vẫn sẽ khuyến khích chơi thôi. Chưa? Như kiểu cho đi trải nghiệm xung quanh kiểu môi trường các kiểu và học đi học các hoạt động Bạn sống. bè Ừ. Đấy. Chứ còn các chưa? Nó học hay học các kỹ năng sống kiểu và trải nghiệm với thiên nhiên nhiều hơn đó. Ừ. Đấy. Đang ở hay đoạn gắn với thiên nhiên nữa. ừ. Được chưa? Thì mấy cái này là mình sẽ phải liên hệ thế. Còn cái câu này đối với cô là nó hơi chung chung nhưng tất nhiên nó vẫn thực hiện được chức năng của nó là giúp mình chứng minh được cái câu số 5 đấy. Được chưa? Câu này thì mọi người sẽ xem có nó có phải liệu expectation này có phải là universal chứ kiểu nó chỗ nào nó cũng giống nhau không? À, thế thì là câu số 5 này là true ạ. Tại vì không phải chữ nào nó cũng đúng nhầm. Cái À, gì đấy? universal. Universal là giống nhau mà. Ý là ở đâu cũng thế. Universal giống nhau, còn ở trong bài nó là khác nhau Differ đúng nên nó không? no. Ừ, đúng chưa? Thì universal. Universal. Chưa? Ví dụ như kiểu bệnh dịch này, nó là kiểu universal này. Là mình có đọc một bài ở trong tuyển complete IELTS nói về making nó về cái gì nhỉ? Những trải nghiệm như kiểu lúc mình già và lúc mình trẻ á thì thường lúc lúc mà mình trẻ thì mình thường kiểu open đối với những trải nghiệm mới thôi đó. Học xong rồi thì nó người ta có bảo là như kiểu cái định nghĩa của mọi người về cái gì nhỉ việc khi như cuộc sống hay hạnh phúc ấy nó kiểu chung chung thôi đều là như kiểu à tìm kiếm được một công việc thích hợp này ừ. Và như kiểu tìm được partner kiểu life partner tìm vợ hoặc chồng hoặc là life partner nói chung kiểu người người sẽ chung sống cùng mình ấy đấy kiểu đấy thì những cái đấy thì những cái như kiểu concept như thế hoặc cái opinion như thế thì nó kiểu universal ai cũng thế thôi ở trong bài đấy thì người ta bảo là ai cũng thế thôi đều hướng đến nhu cầu hạnh phúc là như vậy. Đấy, thì cái đấy là universal, được chưa? Còn trong bài này thì nó không như vậy, differ. Mình sẽ hạ câu, à, thì suy ra câu 4 của mình đã dự đoán đúng. Chính là cái khúc trên đó. Nó nói về cái câu 4 đấy, được chưa? Mình dự đoán NG là đúng rồi. Được chưa? Từ xíu. Thì mình đang, mình sẽ phải nhấc xuống câu 6 này. Câu 6. Chưa? Mình đang có các từ keywords là scholars thì người ta discuss những cái theories without fully, nhầm, sorry, yeah, fully understanding each other. Những cái scholars là những cái ông như kiểu researcher này nọ lọ trai đó. Người ta discuss những cái theories mà người ta hoàn toàn là người ta kiểu không hiểu. Chưa? Without fully understanding each other. Mà người ta không hiểu được cái người ta. Ví dụ bốn đứa bọn mình là bốn đứa scholars đi. Nhưng bọn mình discuss về cái theories về hôm nay làm theories của cái gì Hamilton với Jack với cái gì Jeff ấy mà mình không không hiểu được cái
những cái bốn đứa bọn mình không hiểu nhau, túm lại vậy. Ok. Thì bây giờ mình xem là scholars nào. Và xem có ông Ham không? Đến nãy mình đã có nhìn liếc xuống là thấy gì đấy thôi, hết đoạn E rồi. Thì nó không có ông Ham nhưng mà bắt đầu đoạn dưới á, mọi người nhìn thấy không? Ui rồi, một loạt, ui, một loạt đơn mọi người ạ. Đúng theo thứ tự lên sàn Sợ của quá. trong cái box luôn. Thì nay Là mọi người sợ. thấy là cái Thế phải style của nó khác thay màu đổi đúng luôn không? chứ. Style cũng thay đổi đúng không? Ngày xưa là nó cứ ra lần lượt thôi ý. Đúng không? Mình làm hết trong các quyển cam trước này hoặc là những cái quyển complete ý, nó cứ ra lần lượt thôi đúng chưa? Đúng không? Bây giờ nó cũng thay Rồi. đổi luôn này. Nó đổi cục chơi rồi. Được chưa? Nên là Không mình như dễ như xưa. cuộc đời nó không còn bằng phẳng nữa mọi người ạ. Ba ông này lần lượt lên sàn luôn này, đúng vẫn theo thứ tự thật nhưng mà lao liền một lúc. Ok, mình thử đọc đoạn F xem có cái gì không. Đoạn F cũng khá ngắn thôi nên là mình xem. Nhưng mà khả năng rất cao đây 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 là mấy ông scholars. Bởi vì chạy đến đoạn này rồi. Chưa? Mình thử đọc xem có câu 6 không. Đọc câu 6 xem có ông 6. Trong đoạn F nhé mọi người. Nó bao ông này. This Xem mấy ông này có is discuss not cái gì không? the business. Thực ra là đoạn này vẫn chưa discuss cái gì. Ừ. Nói chung chỉ mình đang giới thiệu gì gì đúng không? Mới đang bảo là there are three, chúng lại là có Quá. three major Ông implicit bộ. theories về how intelligence nó relates to society as a whole thôi, như một thể thống nhất. Thì nó có ba cái theories như này. Nó không thấy nói gì với bao này đang kiểu discuss với nhau đúng không? Ngồi ở quán trà đá discuss với nhau về cái gì? Không có. Đoạn F coi như là không dính đến câu 6 luôn á. Đúng chưa? Tại vì nó không chạy keywords. Cùng À, lắm là không có dính đến scholar chứ luôn. gì. Nó không có keywords là discuss gì cả. Chưa? Nên câu đoạn F này mình chỉ biết là à bây giờ bắt đầu vào cái nhà số 3 thôi. Bây giờ bắt đầu đọc đây. Nó giới thiệu đây. Bắt đầu đoạn G mình nhìn thấy viết xuống là đoạn G, đoạn H là bắt đầu giới thiệu từng ông này. Mấy con này. Rồi, bắt đầu vào nhà thứ ba nhá. Đây là bắt đầu nhà Ham này. Vâng, đúng. Đây, mình vào nhà thứ ba đấy mọi người thấy là mình có ba cái theories này mà có tận nhưng nãy mình có nói bảy cái câu đúng không? Suy ra đấy, một ông khả năng cao là một ông sẽ ôm ôm ba 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 số và hai ông còn lại sẽ ôm hai số. Đây là mình tìm đi. Nào. The Hamilton. Cô sẽ dừng đây để mọi người đọc cho nó chuẩn. Đây, bây giờ mình sẽ vào tiếp theo vào câu số 6. Mình đang có làm các keywords là scholars, tức là mấy cái ông kiểu researchers hay học giả gì đó. Người ta có thể discuss những cái theories mà người ta không hiểu lẫn nhau. Giờ mình đang dừng ở đoạn E và đoạn F. Bắt đầu đoạn F. Mình thấy bắt đầu là có mấy ông này rồi. Bây giờ bài này nó cũng đã đổi khác hơn so với những cái bài như kiểu ở quyển cam trước hay là ở những quyển complete. Chưa? Bây giờ liền một lúc là nó đang cho mình ba cái ông này luôn. Thì mình biết là bây giờ nó sẽ khả năng rất cao là vào bài số 3 rồi. Thì ba ông này khả năng rất cao đây là ba học giả. Mình cũng đang chưa thấy có cái gì liên quan đến discuss xong rồi nhiều without fully understanding each other cả. Nhưng có thể đáp án của cái câu số 6 chứ không phải đoạn F. Nhưng mà mình biết là bắt đầu từ đoạn G là sẽ liên quan đến bài kia rồi. Bài số 3. Thì mình thấy cái Hamiltonian. Thì mình có thể đọc qua. Mọi người có hai cách lựa chọn nhé. Một là mình sẽ đọc từng câu một và mình sẽ soát từng câu, đọc từng cái sentence một đây này. Ví dụ như kiểu mình đang có tổng cộng 3 sentence như này. Mình sẽ đọc từng câu như này. Nếu mọi người câu trước. Sau đó mình sẽ đi set. Được chưa? Bởi vì cái bài kia bài thứ ba mình đã xác định là có ba cái theories mà có tận 7 câu cơ.
Suy ra là một cái theories này hoàn toàn có thể ôm từ 2 đến 3 số. Chắc thì cái việc này rất có thể là như ba câu này hoàn toàn có thể là ôm thành ba cái số kia luôn. Thế mình cứ chia nhỏ ra thôi để mình đọc. Chưa? Ví dụ đây, cái trong này mình nên đọc trước. Cái Hamilton này thì nó nói là people are born with different levels of intelligence. Và những cái người mà người ta kiểu less intelligent ấy, thì người ta need những cái good offices của những cái người more intelligent hơn ấy, nhằm mục đích là keep them in line. Tức là keep them in line đây, tức là giống như của mình bên Việt Nam, mình sẽ dịch là cho những cái người này vào quy củ. Những cái người nào mà less intelligent hơn thì cần những cái good offices, mà nơi đấy những cái người more intelligent người ta quản lý và keep them đây là less intelligent. Cho những cái người less intelligent hơn người ta vào quy củ. Đây. Hoặc là được gọi những mấy cái người more intelligent hơn sẽ được gọi là government officials, hoặc là gọi là philosopher kings. Bây giờ mình đi xét xem là có câu gì liên quan không. Ít nhất là câu 1 này nào. Ở nhà số 3. Mình thấy không có cái gì nhắc đến same possibilities cả. Bỏ. Không có gì nhắc đến society mà nên có những cái treatment nó ưu đãi so với những nhóm khác, không có. Không có câu benefits hay là actually achieve luôn. Tuy nhiên, mọi người thấy trong này mình sẽ có cái adverse. Adverse này mọi người liên hệ đến từ born. Chưa? Variation mình có thể có cái từ different levels. Chưa? Nên đáp án câu 10 sẽ là chính là câu 1 mình vừa đọc. Đây, ngoài ra cái câu 11 lúc nãy nó cũng có thể ở đây luôn. Chưa? In position of power. Nó chính là cái câu mà ở những cái người mà less intelligent ấy. Là câu này này, less intelligent thì người ta đây này. Less intelligent thì người ta cần những cái cơ quan, được chưa? Good offices mà của những cái mà nơi mà những cái người more intelligent này người ta sẽ keep them them đây là những con người ở người ta less intelligent có thể keep them in line, chưa? Đúng, lại người thông minh và người ngốc hơn thì người ngốc hơn thì sẽ cần những cái good offices của những người thông minh á, để người có thể kiểm soát những cái người ít thông minh hơn. Và những cái người này gọi là government officials, cơ quan kiểu người làm trong cơ quan chính phủ. Thì những cái từ này mình sẽ liên hệ ngay đến những cái gì liên quan đến này, đúng không? Liên quan đến power. Thì đây cũng chính là đáp án luôn. Được chưa? Đây chính là đáp án A luôn. Mình sẽ tiếp đọc tiếp thôi xem có câu nào không. Biết đâu ông này lại là người ôm ba số sao? Đặc biệt đang liên quan đến rất nhiều đến cái bọn low intelligence ở đây. Biết đâu có thể dính câu 13. Đang nói việc low và high intelligence. Cái hai cái ông này này, Hornstein và Murray thì mình chắc là cũng share cái belief này. Được chưa? Khi người ta nói là when they wrote about cái immerse, cái sự xuất hiện của một cái người người ta có high IQ. May quá nó giải thích cho từ này. High IQ elite. Những cái người này thì người ta sẽ take responsibility cho những cái người mà non elite, tức là non kiểu low IQ, bởi vì những cái người này cannot take care of themselves. Nếu bây giờ left to themselves, bây giờ mà mình cứ mặc để cho người ta thích làm gì làm, những cái người mà non elite, những cái low IQ ấy, thì cái nhóm đối tượng này, cái nhóm người mà không thông minh ấy sẽ create ra một cái a kind of chaos, như cái cách mà người ta thường làm. Chứ chaos ở đây nó sẽ là bằng từ gì mọi người? Mọi người đoán xem đây là nghĩa tốt hay nghĩa xấu? Dựa vào cái nghĩa câu trước thì đã biết đây là nghĩa xấu rồi, đúng không? Nghĩa tiêu cực rồi. Cái từ này thì chính là từ a mess, sẽ tạo ra như kiểu một mớ hỗn độn luôn. Cho những người không thông minh mà người ta cai trị thế giới thì nó sẽ như vậy. Chưa? Cái câu này đây chính là gợi nhớ cho mình đến cái đáp án số 13.
những người mà kiểu low intelligence thì khả năng cao sẽ có một cái uncontrolled lives, sống kiểu đây chính là chaos đây. Chưa? Đây chính là đáp án A luôn. Hai ông còn lại chắc chắn lời rồi, đến ông Jeff đây. Hai ông còn lại là một ông hai số. Mình là ông Jeff. Ông Jeff này thì mình lại chia tiếp thôi. Mình chia nhỏ các câu ra xem là mình có xử lý được không. Chờ, mình đọc thôi. Theo ông Jeff này thì mấy cái people thì should have nên có những cái cơ hội tương đương. Oh. Cái câu này mọi người có gợi nhớ đến đáp án nào không? Đây chính là cái đáp án đây. Chính là đáp án là thế, thật sự là rất kiểu đáng mơ ước, desirable, rất đáng mơ ước để mà cho những người những cái same opportunities thì có thể open đối với tất cả mọi người. Đấy, should have the same opportunities, đúng chưa? Đây chính là đáp án của B. Mình tìm xem là có một đáp án nữa không. But they do not necessarily avail themselves equally. Disability. Wow, không biết đấy. Đây mọi người thì được rewarded for what they accomplished. Mọi người sẽ được tưởng thưởng cho cái, sẽ được trao thưởng cho những cái mà người ta đã accomplished. Khi mà người ta được given những cái equal opportunities. Given opportunities. Đấy, low achievers thì nó sẽ not rewarded the same như là thằng high achievers, thì nó cùng vậy thôi. Như kiểu một ông đạt hiệu suất công việc là, dụ đạt hiệu suất công việc là 70% thì chắc chắn sẽ được công ty thưởng thấp hơn là ông đạt hiệu suất công việc là 100%, đúng không? Thì cái câu này mình sẽ, cái câu mà people are rewarded for what they accomplished ấy, thì nó sẽ rất dễ để mình liên tưởng đến cái thằng này. Đến câu nào mọi người? Chính là cái câu một câu 9. People should only gain benefits. Được chưa? Bên gain benefits chính là cái được rewarded. What they actually achieve chính là they accomplish. Rồi. Trong trường hợp mà mọi người bị hết thời gian ấy, cứ mạnh dạn đặt luôn câu 8 và câu 12 là câu C luôn. Thế là trong trường hợp mọi người hết thời gian nha. Còn tất nhiên trong bài này thì mình vẫn sẽ cố gắng là chứng minh. Câu 8. Ông Jackson đây thì ông bảo là all people are equal. Không những về mặt only as human beings mà còn về như kiểu về phần trách nhiệm. Kiểu competencies này nếu mà mọi người không biết nghĩa thì ngay đằng sau IELTS nó cũng sẽ giải thích cho mọi người. Đây là cái mà nói chung mình để quan hệ, cái mà một người sẽ phải serve, sẽ phải thực hiện phục vụ trong cái government này, hoặc là honor jury này, như kiểu khi ra tòa đấy, hoặc là ở bất kỳ một cái vị trí nào mà phải chịu trách nhiệm, giống kiểu chịu trách nhiệm dân sự, hình sự hay gì đó. Thì đấy là gọi là cái competencies. Thì tập câu tiếp theo. Người ta có bảo là cái gì mà đây? People are essentially several specialized except for này. Người, trong một cái view gì đó thì người ta bảo là people are essentially intersubtitleable. Except for cái specialized gì đó. Người ta có nói là except for cái này, except for những cái specialized skills. Thì người ta bảo tất cả những cái all which này, tức là những cái specialized skill này thực chất là nó cái gì cũng được học thôi. Có thể mình không cần hiểu cái chỗ mà intersubstantiable này nhé. Nhưng mà mình chỉ cần biết là đấy. Mình chỉ cần biết là of all of which, tức là những cái skill này này nó có thể được học.
Và người ta bảo in this view, may quá nó lại giải thích thêm cho mình, nếu mình đang ngơ ngơ đằng trước. People do not, we do not need or want bất kỳ một cái cơ quan institution nào mà kiểu lead to một cái favoring, tức là chỗ này như kiểu ưu tiên, favoring một cái group hơn một cái nhóm khác. Mình thích thiên vị, ok. Cơ quan tổ chức nào mà thiên vị là không được. Chưa? Thì đây chính là cái câu dẫn mình dẫn đến câu 8. Câu 8. Non-section, section of society chính là institution. Chưa, có cái preferential treatment chính là cái favoring. Chưa? Đây là đáp án C. Câu 12. Everyone can develop the same ability chính là cái khúc mà mình bảo là all of which, all of the skills có thể learn đó. Đấy. Chính là bản C. Chưa? Mình còn đang còn câu 6. Mình đang còn câu 6, mình còn chưa xử lý hết. Câu 6 thì mình đang thấy, mình đọc tiếp thôi. Chưa thấy gì liên quan đến câu 6 ở đây. Đây, mình thấy có từ scholars. Đến khi các scholars người ta có thể discuss cái implicit theories của người ta, và vì vậy, và and thus, sorry, assumption, they are likely to miss the point of what others are saying when discussing their implicit theories và data. Miss the point of what others are saying là biết cái khả năng rất cao là mấy ông này nói chẳng hiểu gì nhau. Được chưa? Đây chính là câu true. Miss the point. True. Rồi, sau đó bài này thì mọi người thực chất là mọi người cũng phải chú ý là mình cũng không thể hiểu hết bài này đâu. Cho dù mọi người có đọc bản dịch tiếng Việt thì chưa chắc mọi người hiểu đâu. Có một số các bài IELTS thì mọi người phải chấp nhận là mình sẽ chỉ nhìn vào một cái khu vực cụ thể thôi, một cái mảng mẫu cụ thể của cái bài đọc đấy thôi, và mình so keywords thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể làm được bài rồi. Chưa? Chứ mọi người đừng mong đợi là mình sẽ phải đọc hiểu hết cả bài này. Đọc hiểu được thì tốt, tuy nhiên có những bài mọi người sẽ phải chấp nhận là mình không thể làm như thế được. Bởi vì là nếu làm như thế thì mình cũng đâu có kiến thức chuyên ngành của những cái bài này đâu. Cái bài này khả năng rất cao là nó trích ra từ một cái chapter của một cái thesis nào đấy hoặc research nào đấy. Chưa? Đó, sau đó mọi người kể lại bằng keywords để mình ấy thôi. Mình nhận diện tốt hơn ở những cái bài sau thôi. Nên kỹ năng keywords là kỹ năng đầu tiên phải có trong việc luyện tập IELTS. Mọi người kể bảng là được.